Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu cái video số 2. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách là mình sẽ tạo view sheet ở đây. Và view sheet này để làm gì và làm sao để chúng ta bật tắt cái thanh view sheet này. Thì ở trong cái tab view chúng ta sẽ có một cái nhóm, cái group view sheet ở đây, và ở đây chúng ta sẽ có một cái nút là on hoặc là off để bật và tắt cái thanh công cụ quản lý view sheet. Và view sheet ở đây là nó sẽ lưu lại cho các bạn cái hướng nhìn. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào cái blend. Thì ở đây chúng ta đang hướng nhìn theo cái hướng nhìn isometric. Mình muốn lưu một cái hướng nhìn khác. Ví dụ mình thường mình nhìn cái chi tiết mình đó, cái mặt bên dưới nhìn lên, đó chính là cái hướng reverse iso này. Mình bấm vào đây. Và lúc này mình muốn là mình lưu lại cái view sheet này, lưu lại cái hướng nhìn này để mình có thể là bật tắt lên nhanh. Hoặc là kể cả cái tỷ lệ zoom ở đây, bây giờ mình muốn nó zoom như vậy thôi. Thì các bạn sẽ tích vào đây add new view sheet, view sheet, và bây giờ nó là cái view sheet 2 ha. Và chỗ này các bạn tích chuột phải cho mình, chọn là save view sheet bookmark. Rồi thì sau này các bạn quay về cái view sheet 1 của mình, các bạn chuyển qua là cái hướng nhìn ISO. Rồi mình muốn nhìn lại cái góc nhìn kia, góc nhìn reverse ISO, thì mình chỉ cần tích vào cái view sheet này thôi. Đang trong quá trình mình bên làm việc bên cái thẻ toolbar này thì mình không cần phải bấm qua cái blend này. Mình sẽ chuyển đổi hướng nhìn bằng cái view sheet, view sheet ở đây. Thì cái công cụ này nó cũng sẽ hữu ích cho các bạn khi mà các bạn lật cái phôi lại để mình gia công. Ví dụ như trên cái mặt đầu tiên mình đang gia công ở đây, đúng không? Rồi mình cần lật ngược lại như vậy để mình gia công cái bề mặt bên dưới. Nếu nó có thêm những cái biên dạng ở chỗ này mình cần gia công lật mặt lại thì mình sẽ tạo một cái view sheet. Chẳng hạn đây mình sẽ tạo thêm một cái view sheet 3, và mình sẽ save bookmark ở đây. Thì bây giờ mình bấm vào cái view sheet 3 thì nó sẽ giữ cho mình cái hướng nhìn này. Bấm view sheet 2 thì trở lại cái hướng nhìn mình thiết lập lúc này, view sheet 3 này. Và khi cần gia công cái mặt này nè, thì bây giờ các bạn phải cần tạo một cái blend mới để mình sử dụng làm cái tool blend, cái mặt phẳng gia công hoặc là mặt phẳng construction blend, tức nghĩa là cái mặt phẳng mà chúng ta thao tác, chúng ta vẽ cái đối tượng trên này. Rồi thì để tạo mặt phẳng thì chúng ta sẽ qua cái tab là blend, blend ở đây. Thì ở đây có nhiều cách để tạo. Rồi, ví dụ như mình cần tạo một cái mặt phẳng mới nó trùng với cái bề mặt của chi tiết này, thì chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng này ở đây, sổ ra. Thì chúng ta có những cái tùy chọn này, ví dụ như là from geometry, tức nghĩa là chúng ta tạo từ những cái đối tượng 2D, from solid face là chúng ta tạo mặt phẳng từ cái bề mặt của cái khối, rồi from view, hoặc là ở đây mình sẽ có một cái lệnh tạo mặt phẳng hay sử dụng nữa là dynamic. Rồi ở đây thì nó có một cái chi tiết khối sẵn nên mình sẽ sử dụng trước là cái phương pháp là from solid face. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cái bề mặt của chi tiết cho mình, ví dụ như là bề mặt của cái khối thì mình cần chọn tạo một cái mặt phẳng nó nằm tại cái mặt này. Mình cần tạo một cái plane mới nó nằm trên bề mặt này, thì bạn sẽ tích vào bề mặt này cho mình. Và bây giờ các bạn kiểm tra cái hướng của các cái trục tọa độ như vậy hợp lý chưa. Ví dụ chúng ta sẽ có ở đây là cái trục x là đi theo phương ngang và x dương, nó đang đi qua từ trái qua phải. Các bạn có thể là đổi lại những cái chiều này bằng cách các bạn tích vào cái bấm next plane ở đây, đây ha, thì nó sẽ đổi lại cái chiều cũng như là cái phương của x y nè. Rồi các bạn next chừng nào mà mình được cái phương hợp lý thì thôi. Thì trong gia công hai trục á thì mình sẽ để là cái trục x là đi từ trái qua phải, trục y đi từ dưới lên trên, và trục trục z đi từ âm lên dương ha, từ thấp lên cao. Rồi sau khi mà mình đặt cái hướng như vậy hợp lý rồi thì mình sẽ bấm là save ở đây ha, save ở đây. Thì ở đây nó sẽ hiện lên cho mình là một cái hộp thoại new plan. Thì trong này các bạn có thể đặt cái tên cái mặt của mình, cái tên cái plan. Thì đây mình sẽ đổi lại một cái tên, ví dụ như là mặt phẳng gia công 2 đi. Mặt phẳng gia công 2. Rồi ở đây nếu mà cái góc tọa độ, cái vị trí đặt cái góc origin á, cái góc không nó chưa hợp lý, thì bạn sẽ bấm vào đây là reselect cho mình,
reselect, và bây giờ mình sẽ select lại là cái origin này nó nằm ngay cái tâm tâm của đường tròn này. Ok, và các bạn có thể advance ở đây. Nếu mà các bạn muốn tạo một cái create một cái view sheet mới và save bookmark, save bookmark thì mình muốn cho nó zoom cái hình mình vừa fit là như vậy. Bạn cần save bookmark thì các bạn sẽ tích vào create view sheet và cái option save bookmark ở đây. Rồi các bạn bấm ok. Thì chúng ta sẽ tạo được một cái mặt phẳng gia công hai ở đây. Các bạn muốn chuyển về view sheet 1, nó sẽ là cái hướng nhìn isometric. Rồi chuyển về cái view sheet 2, nó sẽ là cái hướng nhìn reverse isometric, và bấm qua cái view sheet là mặt phẳng gia công hai này, nó sẽ trở về cái mặt này. Rồi bây giờ các bạn muốn cái thằng này nó quay về hướng nhìn vuông góc để mình lập trình cho nó dễ, thì các bạn sẽ tích vào mặt phẳng gia công hai ở đây. Các bạn chuyển những cái mục là hệ tọa độ WCS, rồi C-Plane, C-Plane, và chuyển cái G-View về đây, thì chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng gia công mới ha, và cái hướng nhìn isometric của mình mới bây giờ nó sẽ là theo cái plane mặt phẳng gia công hai này. Rồi ở đây mà các bạn muốn đổi tên những cái view sheet này thì bạn sẽ tích chuột phải vào đây và chọn là rename view sheet này, mình sẽ đổi thay là view sheet 3. View sheet 3, view sheet 3, ok. Rồi bạn gọi Enter. Tương tự với những cái view sheet này cũng vậy. Rồi muốn, nếu như các bạn muốn xóa view sheet thì bạn chỉ cần tích chuột phải vào đây và chọn là Delete view sheet. Delete view sheet. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tạo mặt phẳng mà mình hay sử dụng nữa, đó chính là cái dynamic ở đây. Bạn bấm vào dynamic này, và các bạn sẽ đặt cái góc origin này tại vị trí mà chúng ta muốn tạo. Ví dụ như ở đây thì mình muốn đặt cái origin có tọa độ x y là ngay cái tâm của cái đường tròn này. Bạn tích vào đây. Thì bây giờ nếu mà trục x trục y chưa có hợp lý thì các bạn có thể xoay cái hướng nó này ha, xoay cái hướng đi để chúng ta đạt được cái hướng chúng ta mong muốn. Tuy nhiên là ban đầu như vậy thì cái trục x nằm ngang là ok rồi, thì mình sẽ đặt ở đây. Tuy nhiên bây giờ cái trục z của mình muốn nó nằm ngang cái vị trí cái điểm ở đây, thì mình sẽ nắm thằng này mình kéo lên, và kéo lên trong quá trình kéo lên thì mình sẽ rê chuột qua cái vị trí điểm void ở đây, mình tích vào đây. Thì mình sẽ có một cái plane, do mình chưa đổi tên thì đây nó để chữ là plane thôi, các bạn có thể là rename nó lại, tích tiếp vào đây, mình đặt ví dụ là custom. Custom lên một. Custom lên một. Rồi. Thì chúng ta sẽ có một cái mặt mới. Để show nó lên thì các bạn sẽ chuyển những cái G view, đây là WCS và C, C là construction plane và tool plane về đây ha. Chúng ta sẽ thấy được một cái góc tọa độ mới, góc origin mới, nó nằm ngay vị trí tâm lỗ này, và độ cao H của nó, độ cao Z của nó thì nó sẽ trùng với cái mặt ở trên đây. Thì cái cách này mình sẽ sử dụng nhiều khi mà chúng ta gia công nhiều chi tiết trong một file. Ví dụ mình đặt thêm một hai cái chi tiết khác vào đây thì mình cần tạo thêm những cái góc origin. Ví dụ cái góc này là G54 thì cái góc tiếp theo nó sẽ là G55. Và G54 hay G55 để mình xuất ra chương trình thì các bạn sẽ tích cái chỗ quad offset này ha. Ví dụ như là cái mặt top ở đây. Mặt top ban đầu là cái góc nó nằm ở vị trí này, thì mình sẽ để là mặc định của nó là trừ một nè, thì nó sẽ là G54 hoặc không là G54. Còn cái custom lens này mình sẽ đổi cái quad offset sang là một một, thì các bạn sẽ có cái chương trình xuất ra ở trên cái mặt phẳng này là G55, và tương tự hai thì sẽ G56, các bạn tăng dần lên tới G59.
và làm sao để thêm một cái chi tiết khác vào đây, hoặc là chúng ta có thể là thêm một cái đồ gá vào đây. À, thì chúng ta sẽ không phải là sử dụng cái lệnh là open. Open thì chúng ta sẽ mở file mới để thêm một cái chi tiết khác, một cái file mastercam khác vào cái file mastercam đang mở này. Thì chúng ta sử dụng là file và mở ha, mở. Và ở đây thì mình sẽ thêm một cái file nó có tên là vice, à, nó là cái eto, mình sẽ open nó lên. Thì đặt một cái chi tiết mask, cái file mastercam ở vào đây và các bạn bấm ok ở đây. Bây giờ mình sẽ qua lại cái phần level để mình quản lý cái level của cái file của mình. À, thì do cái level mình đang mở hiện tại là level 1, đang active level 1 nên là cái file eto này nó sẽ nhảy vào trong cái level 1 này luôn. Mình muốn chuyển những cái thằng này qua một cái level khác. À, thì ở đây mình có thể là mình chọn hết những thằng này ha, chọn hết thì mình sẽ bấm qua mặt right này. À, và mình quét chuột chọn hết cái thằng này. À, mình sẽ chuyển nó qua cái level thứ tư. À, level số 4 mình nhập đây là số 4. À, và bây giờ các bạn sẽ hoi có hai cái tùy chọn, một là các bạn sẽ move nó, là di chuyển nó qua, hoặc là các bạn copy. À, copy thì các bạn sẽ tạo một cái bảng sao bên cái level 4. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ move. À, ok. Nha, mình sẽ có một cái level 4. Thì level 4 này mình sẽ đặt tên nó là Vice. Đó là cái eto của mình. Rồi thì cái thằng này các bạn sẽ tích vào đây, núm vào này để cho nó sắp xếp cái thứ tự level của mình này, theo cái name. À. Và ở đây mình có một cái cột là level set. À. Level set này là gì? À, level set là nó sẽ sử dụng để nó bật tắt một cái nhóm level, à, giống như một cái group. Thì giả sử mình đặt cái stock này và cái vice này nó cùng là một cái group là một. À, thì sau này mình muốn bật hoặc là tắt hai thằng này một lượt thì mình sẽ chuột phải này, all level set on. À, thì đây mình sẽ có thêm một cái foil ha, cái stock là cái foil của mình ở đây, hoặc các bạn tích chuột phải ở đây chọn là all level set off. À, thì tất cả những cái level nào nó thuộc cái level set một này nó sẽ bật tắt một lượt, nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn muốn bật tắt từng level đơn lẻ thì mình sẽ tích tích chuột trái vào cái ô visible này. Tích thì bật, tích thì tắt. Tuy nhiên thì ở đây các bạn sẽ không thể nào mà tắt được cái level đang ở chế độ mở ha. Mình gọi là đang level đang active này. Nó có cái dấu tích xanh ngoài trước. Là lúc này các bạn vẽ một cái đối tượng mới hoặc là thêm một cái chi tiết bên ngoài vào thì nó đều thuộc cái level 1 này, level active. À, và để tắt được cái level đang active này thì các bạn sổ cái phần option ở đây ra. Các bạn bỏ tích cái hàng đầu tiên, active level is always visible. Bỏ tích thằng này đi. Thì bây giờ chúng ta có thể là bật tắt tất cả các level như nhau. À, kể cả là đang active thì mình vẫn tắt được. Và ở đây á, thì các bạn sẽ thấy là mình có bốn cái level. À, bây giờ mình sẽ chọn hết những cái đối tượng trong cái level vice này và mình select all entity ha. Và mình chuyển nó qua một cái level mới, ví dụ mình chuyển nó level số 5 đi. À, số 5. À, thì cái level này bây giờ là trống rồi. À, trống thì các bạn có thể là chuyển tiếp để mình tạo ra thêm một vài cái level nữa. À, này ha, select select all entity, mình sẽ chuyển thằng này ở đây nè, chuyển thằng này qua level là 6. À, thì ở đây chúng ta có hai cái level là chúng ta có level 4 này là trống ha, trống. Thì làm sao chúng ta xóa được cái level này? Thì bạn sẽ tích chuột phải vào đây, à, chọn cho mình là full empty level ha, là mình sẽ xóa những cái level nào mà mình nằm trống. Thì đây selected là mình chỉ xóa một cái level thôi, còn on là mình xóa tất cả các level nào mà trống luôn. À, nên mình chọn là selected thì nó sẽ xóa cái level số 5 đi. Rồi mình sẽ đặt tên thằng này lại là vice ha. Tiếp theo thì mình có đây là một cái stock và cái đồ gá. Thì bây giờ làm sao mà mình để tạo cái vị trí tương đối cho mình làm việc á. À, thì mình muốn mua cái đồ gá này về làm sao cho nó kẹp vào cái chi tiết ở đây. À, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là cái thanh công cụ là transform. À,
transform thì đầu tiên mình muốn là cái góc tọa độ, cái góc origin nó về cái góc của foil ở đây cái đã, thì mình sẽ bật cái level là wireframe lên, và mình vào cái thì chọn là move to origin, thì mình sẽ move tất cả về cái góc ở đây. Rồi bây giờ thì tất cả nó chuyển sang một cái màu là cái màu hồng ha. Thì những chi tiết mà các bạn vừa di chuyển hoặc là vừa rotate đi á, thì nó xuất hiện cái màu này, thì mình sẽ quét hết và mình chọn vào là clear clear color đây để nó trở về cái màu gốc. Rồi bây giờ mình muốn di chuyển cái tô này thì các bạn có nhiều cái lựa chọn, ví dụ mình sẽ xài cái lệnh là change layer, change layer, change layer thì mình sẽ quét hết những cái khối thuộc cái tô, cái hết thằng này mình sẽ bấm là end selection ở đây. Và đây mình có những cái hướng để di chuyển này, và mình sẽ có một cái tùy chọn là move hoặc là copy hoặc là join, move copy là mình sẽ tạo về bản sao, còn không thì mình sẽ chọn là move, move. Rồi và ở đây thì mình sẽ chọn cái tính năng là vector from tool này để mình select ha. Giờ mình cần move cái điểm này về cái vị trí điểm ở đây, thì mình sẽ chọn là vector này, thì cả cái eto của mình nó sẽ đi lên đây. Sau đó mình sẽ bấm apply này. Mình sẽ đề tài như vậy ha. Thì đương nhiên nếu ngoài thực tế thì các bạn phải đặt cái tô này kẹp ngay giữa thì nó mới là cân bằng, nó mới ổn định chi tiết nhất. Với lại là các bạn sẽ di chuyển cái ngàm di động này nó ra bên ngoài một tí để nó kẹp vừa cái chi tiết của chúng ta. Rồi sau đó thì làm sau khi bạn chỉnh xong hết thì chúng ta tiến hành save lại ha, save lại. Mình sẽ đặt cái file này tên là bài tập 02. Ha, đây là cái video mà chúng ta sẽ thực hành là tạo view sheet, tạo plan, rồi thêm một cái file mới là mở và cũng như là di chuyển cái đối tượng chúng ta mới thêm vào vào cái vị trí mà chúng ta cần cần sử dụng. Rồi, ok, mình sẽ dừng cái video 2 ở đây ha.